Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Tử vi số mệnh luận giải tử vi 2000 nam mạng năm 2023 về vận hạn, tình duyên, gia đạo, những khó khăn và trở ngại trong các công việc trọng đại của cuộc đời. Thay vì phải đến các thầy phong thủy xem tử vi, quý bạn 2000 nam có thể đọc phân tích luận giải từ chuyên gia tử vi số mệnh. Theo quan niệm của người xưa, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, để nói rằng việc gia chủ canh thìn 2000 định làm thành hay bại cũng phụ thuộc rất nhiều vào vận mệnh của chính bạn. Nếu năm Quý Mão 2023 tử vi canh thìn 2000 xấu thì tốt hơn hết hãy tránh làm những việc mang tính chất trọng đại. Nếu năm Quý Mão 2023 mà tử vi canh thìn 2000 đẹp, nhiều cát tinh hỗ trợ thì canh thìn 2000 có thể tự tin thực hiện mọi việc trọng đại với khả năng thành công cao hơn. Công việc được hanh thông và thuận lợi hơn, ứng dụng xem tử vi hàng năm này được các chuyên gia tử vi số mệnh xây dựng dựa trên năm sinh âm lịch và giới tính của từng người. Căn cứ vào tuổi, cung mệnh và nhiều tiêu chí khác của gia chủ đối sánh với mệnh của năm cần xem sẽ biết năm đó tuổi của mình có rơi vào sao hạn không? Có phạm đại kỵ không? Sức khỏe, công danh, tình duyên sẽ như thế nào? 2. Bình giải tử vi canh thìn 2000 nam mạng năm 2023. 2.1 Tử vi 2000 nam mạng năm 2023 gặp hạn gì và tốt hay xấu, hạn thiên la là gì? Tốt hay xấu? Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau, thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Tức là người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhìn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính. Tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu mọi thứ ở tương lai, hạn thiên la thường chủ về tình cảm và tâm lý. Cụ thể như sau, tình cảm thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục. Ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra do. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán, tâm lý. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần. Các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm. Nếu ngủ thì hay gặp ác mộng, cách hóa giải hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Dưới đây là các hóa giải hạn thiên la, mời bạn xem qua. Sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức. Những căn bệnh kỳ quái, mặc dù điều trị tiêu hao tiền của những vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lập chế độ ăn uống hợp lý, song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá, tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói. Tránh vướng vào thị phi tai tiếng, nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xe ra to, gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Tâm lý, để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. 2.2 Tử vi 2000 nam mạng năm 2023 về tình cảm gia đình. Tốt hay xấu, sao Vân Hớn, Vân Hán là một trong những hung tinh trong cửu diệu, là một sao xấu có chủ về bệnh tật. Dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ thể hiện tính chất của sao Vân Hớn như sau, Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua. Cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành, hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành. Kiềm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng tư tháng tám phải kiêng kỵ, trong hai tháng gia đình không yên.
Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao, sao vân hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang. Còn nam bị chiếu mệnh bởi sao vân hớn sẽ gặp bất lợi về đường quan trường. Sao vân hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an. Điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, từ xa xưa người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao vân hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao vân hán hàng tháng để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn. Từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc nhìn chung. Sao vân hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành, thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ. Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng. Nhường nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Thời gian cúng dâng sao vân hớn, theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao vân hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao vân hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch và mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.